Chào Hoàng Nhật, xin chào cả nhà. Cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay em mới về được một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic VX-H70, một trong những cái dòng máy mà em đánh giá nó thiết kế cực đẹp. Tại thời điểm nó ra mắt thì nó là cái mẫu mã mà đẹp nhất, cao cấp nhất phân khúc, mà kể cả đến bây giờ nó vẫn cứ đẹp. Thiết kế của nó so với những cái máy đời mới bây giờ thật sự ra cũng không kém cạnh gì, mà thậm chí em nhìn nó còn gọn hơn, bắt mắt hơn. Đây là một cái con máy phải nói thiết kế xuất sắc của hãng Panasonic, hoàn hảo về mọi thứ luôn, từ tính năng cho đến mẫu mã, kiểu dáng cực đẹp. Con này thì có mã là FVH70 các bạn nhé, hàng cực đẹp luôn ạ, cực rất hiếm, rất ít khi mà nhập được cái hàng này, nhất là năm nay dịch lại càng khó khăn luôn. Con này thì về hình thức thì trắng đẹp nguyên bản các bạn, phải nói là xuất sắc, không có gì để chê cả. Máy về chỉ lau chùi thôi, chưa hề qua công nghệ đánh bóng gì mà đã rất là đẹp rồi. Đấy, mọi thứ hoàn hảo từng chi tiết. Con máy đánh giá là thật sự là con này, bác nào đang có nhu cầu mua máy lọc khí mà mua máy phân khúc to thì con này không thể bỏ qua được, vì nó quá đẹp. Các bác nào có nhu cầu chốt thì các bác cứ liên hệ. Con này em đang để số là số 6. Đấy, có duy nhất một con này thôi. Về tính năng các bác nhá, riêng về tính năng thì Panasonic trang bị thì cực kỳ hiện đại luôn. Mình phải nói về là dòng mặt dâng cánh vẫy là thiết kế rất là đẹp ạ. Mặt dâng này tắt đi một cái nó đóng hết cửa lại luôn. Đấy, hạ cánh bật lên nó lại dâng. Đây là cái dòng cánh vẫy kép ạ. Cực hiếm nhá. Cánh vẫy kép ạ. Đấy. Công nghệ thì khóa trẻ em này, giữ 3 giây khóa. Đấy. Hẹn giờ, chế độ lọc nhanh, dọn phòng nhanh, tăng tốc, công nghệ Eco Navi. Các chế độ điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh cấp độ lọc, tốc độ lọc khác nhau. 3 chế độ lọc không khí buồm, đèn báo bụi bẩn, cảm biến bụi, báo độ ẩm. Đặc biệt con này các bác nhá, có một cái chiếc mắt thần ở đây, nó là cảm biến dò tìm chuyển động, phát hiện người có trong phòng, máy sẽ làm việc theo cái chế độ có người. Mà khi mà nó phát hiện ra trong phòng lâu lâu không có người đi qua đi lại thì nó sẽ hoạt động ở một cái cấp độ tiết kiệm hơn. Chỉ duy nhất mẫu này trở lên của Panasonic mới có, mà trong tất cả các hãng Daikin hay là Saab đều không có cả. Con này trang bị rất là nhiều cảm biến luôn. Bên này cảm biến ẩm và cảm biến mùi, dưới này là cảm biến bụi. Một con máy xuất sắc, các bác dùng cho con này cho phòng khoảng 50m² trở lại. FVH70 này, 66W thôi nhé. Điện 200, sản xuất năm 2013. Điện của nó là 100V, nhưng bên em đã đấu biến áp bên trong cho các bác tiện lợi sử dụng rồi. Cắm thành điện lưới 220V luôn. Một con máy hoàn hảo. Hoàn hảo đến từ cái màn các bạn. Màng lọc HEPA nhé, vẫn còn nguyên zin. Trắng tinh như mới, gần như là không dùng. Cực đẹp luôn ạ. Đấy, màng này thì giá tiền triệu rất là hiếm, không có nhiều đâu ạ. Tiếp theo là màng than hoạt tính, bọn này rất là to, khử mùi rất tốt. Đấy, màng than này rất tốt, màng than trông còn như mới luôn ạ, chưa rụng hạt nào. Chung đây là một cái con máy chắc là bên Nhật họ gần như là rất ít sử dụng. Rất ít sử dụng thôi nhé. Đây là màng zin đấy các bác nhé. Màng zin này cực đẹp. Đặt từ vì em mà đang có nhu cầu thì em nói thật, em là thợ thật, mình không phải nói quảng cáo đâu. Nhưng mà con này bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác chốt luôn, không cần phải nghĩ đến câu thứ hai. Đấy, là không khí bùa. Không cần nghĩ nhiều làm gì cả, chỉ chờ xuống tiền thôi. Bình nước các bạn này, trắng tinh luôn nhá. Khay nước buồn này, mới tinh. Màng lọc, màng tạo ẩm còn rất là mới. Rất là đẹp luôn nhá, màng zin này rất là đẹp luôn. Hơi vào một tí tị thôi nhưng mà zin, có nước, cực đẹp. Xuất sắc. Không có gì để chê cả. Con này có bánh xe đẩy ngang, có khóa bánh xe. Khóa lại, chống trôi. Xuất sắc.
quá hiếm luôn một con máy đẹp như thế này. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 4,5 triệu, tặng kèm đổi điện 220V, chi phí vận chuyển các bạn nào chốt thì các bác alo nhé, hàng chỉ có một chiếc duy nhất này thôi. Chào các bác.